Xin chào các bạn. Để dễ dàng chăm sóc những cây hoa lan, luôn chứa đựng rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa mọc trên cùng một cành, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ, giữ trên cành được lâu hơn, từ 5 đến 6 tháng. Nhiều loại hoa lan khác nhau, nhưng các bạn hãy đặt ở những nơi có ánh sáng, như là ban công, cửa sổ, mái hiên, tránh nắng và gió chiếu trực tiếp. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất dễ để những cây hoa lan này luôn phát triển được rất nhiều nụ hoa quanh năm. 10 ngày một lần, các bạn hãy tưới nước cho cây. Chúng ta cho thật nhiều nước vào. Và các bạn cần phải ngâm chậu cây trong 15 phút. Sau đó hãy lấy ra. Sau đó chúng ta sử dụng nước. Các bạn phun nhẹ lên lá để giúp cho lá luôn giữ ẩm. Và các bạn sử dụng 4 tép tỏi. Tỏi giúp cho cây kháng khuẩn khử trùng và có chứa kali, giúp cho những cây hoa lan có nhiều hoa và phát triển rất nhanh. Các bạn hãy cắt nhỏ ra giống như mình. Sau đó hãy cho tất cả những tỏi này vào lọ. Sau đó cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó các bạn sử dụng mật ong. Và chúng ta chỉ sử dụng một thìa nhỏ. Sau đó các bạn đậy lại. Ta hãy đặt ở nơi tối sau một ngày. Sau một ngày, dinh dưỡng hữu cơ này rất tốt cho hoa lan và những loại cây trồng khác. Các bạn hãy lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng dinh dưỡng hữu cơ này. Chúng ta hãy chăm sóc cho các chiếc lá. Các bạn nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần cho cây. Và với cách làm đơn giản này thì những chiếc lá luôn được bảo vệ khỏi côn trùng và cung cấp những vitamin và dưỡng chất đầy đủ nhất. Những chiếc lá luôn xanh và rất khỏe mạnh khi các bạn áp dụng cách làm này để chăm sóc cho hoa lan. Và chúng ta nên lau dưới mặt lá để ngăn sự phát triển của các loại côn trùng. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây.
Chúng ta hãy để như thế này trong 25 phút, giúp cho rễ phát triển rất nhanh. Các bạn có thể cho nước này ở dạng tưới phun sương. Và chúng ta tưới trực tiếp lên lá. Giúp cho những chiếc lá luôn được khỏe mạnh. Và những cành hoa sẽ được dài hơn. Hay các loài hoa lan khác cũng sẽ luôn có rất nhiều nụ hoa. Cây phát triển luôn xanh tươi tốt. Sau đó các bạn sẽ tưới trực tiếp vào đây. Và 2 năm một lần, các bạn hãy thay chậu cho cây. Khi chúng ta làm điều này để giúp cho cây phát triển được tốt hơn, và những rễ mới sẽ được hồi sinh nhanh chóng. Các bạn nên gỡ bỏ những chiếc lá vàng này ra khỏi cây. Cắt bỏ hết tất cả những rễ bị hư và những rễ khô. Sau đó hãy sử dụng nước này. Các bạn vệ sinh hết các chiếc lá, để khi chúng ta trồng lại thì những cây hoa lan này sẽ được phát triển rất nhanh, luôn được bảo vệ khỏi nấm và vi khuẩn. Sau đó các bạn cho tất cả các chiếc rễ vào đây. Và chúng ta cho nước hữu cơ này vào. Các bạn sẽ để phần gốc hoa lan trong nước này trong 30 phút. Sau đó các bạn cần lấy những cây hoa lan này ra. Và chúng ta hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng. Sau 30 phút, các bạn lấy cây ra. Và chúng ta sẽ trồng lại cây. Mình có tạo nhiều phụ đề bằng những ngôn ngữ khác nhau. Các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ nào phù hợp nhất. Sau đó tưới nước cho chậu cây. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan khỏe mạnh và có rất nhiều hoa.